phóng viên báo Nhân Việt cùng hàng chục chiến sĩ của phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Quảng Nam cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ của công an huyện Đắk Đoa đang tiến hành khu vực sập lở. Bây giờ các lực lượng đã tập hợp triển khai từ tối hôm qua đến bây giờ. Thì bây giờ cái nhiệm vụ này là sẽ có một cái lực lượng tổng chỉ huy chung theo như chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh. Thì sáng nay chúng ta sẽ tập trung lên chỗ xã Trà Lan cùng với lực lượng các công an địa phương để thực hiện cái nhiệm vụ này. Thì đề nghị các đồng chí có gì chính vì vậy mà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là chúng ta sẽ tập trung hết lực lượng, chúng ta làm ở đâu được tập trung hết lực lượng ở đó và trong quá trình làm việc thì phải có hết sức tập trung về vấn đề chỉ huy.